sao thầy lại bi thương như vậy? Mấy đêm nay, trong lúc ngồi thiền, tâm niệm của con luôn nhớ về mẹ. Lúc con còn nhỏ, vô tình hoặc cố ý con đã làm tổn thương bà. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho con cảm thấy đau buồn. Lúc mẹ còn sống con chưa làm tròn hiếu đạo. Sau khi mẹ qua đời, con muốn làm chút gì đó có thể khiến thần thức của mẹ con được an ổn. Nhưng lần nào con cũng nhìn thấy mẹ à. Giấc mơ này khiến cho con không an giấc một chút nào. Thu Bích Đa, giấc mơ này là sao? Thầy Mogalana, lúc mẹ của thầy còn tại thế, có làm chuyện ác gì chăng? Thưa Buddha, lời nói và hành vi của bà luôn khiến cho người khác khó chịu. Con cũng không biết làm sao để có thể ngăn cản được bà. Dù sao đi nữa thì bà cũng là mẹ của con. Con nên làm thế nào để giảm nhẹ nghiệp chướng cho bà? Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con. Cho dù lời nói và hành vi của mẹ thầy không tốt, nhưng mà tình yêu của thầy đối với mẹ không hề giảm sút. Ta thấy vô cùng cảm động. Ân tình của mẹ như trời cao biển rộng, suốt trọn ngày đêm. Con người đều không nên lãng quên. Sự hiếu kính đúng nghĩa đối với mẹ cha không gì bằng sống một cuộc đời hiền lương, hạnh phúc. Nếu sống được như vậy thì đó chính là cách đền đáp cho cha mẹ tốt nhất. Cuộc sống của thầy chính là như vậy đó thầy Mogalana. Thầy sống một cuộc đời lý tưởng trong sự hòa bình và dân hiến, đem công đức tu hành của thầy hồi hướng cho cha mẹ của mình, thì tội nghiệp của họ sẽ được giảm nhẹ. Con cảm ơn Buddha. Hãy chọn một ngày thù thắng, thầy cùng với các thầy tỳ kheo ở trong tăng đoàn thực hành nghi thức trợ lực tiêu trừ nghiệp ác cho mẹ của thầy. Mogalana, tu thiền và sự cầu nguyện chân thành có năng lực rất là lớn, có thể tiêu bớt nghiệp ác của mẹ thầy, khiến bà ấy có cơ hội đi vào con đường chánh pháp. Chúng ta nên sắp đặt pháp sự, cũng khiến cho chúng tiền